các bạn ơi, là hồi nãy giờ mình mới biết là anh trai này mới đi được có 23 km luôn các bạn, thấy không? 23 cây mà đã qua nâng cấp billet các bạn nha. Đây là billet Titan F150 ha. Đó, ok các bạn, thấy không? Đồng hồ nè. Các bạn ơi, và phía trước đây là chiếc xe Exciter 155 ABS 2024. Đó, anh khách hàng độ billet, đây là Titan F150 các bạn nha. Đây là một quả bim mới về cách đây khoảng một tuần, chưa tới một tuần nữa các bạn. Đó. Và đây chính hãng Titan ha. Thì vỏ bi này nó đặc biệt ở điểm nào các bạn? Và đặc biệt nó dành cho những cái chó đèn xe siêu hẹp, giống như chó của xe Exciter 155 sẽ cho ra ánh sáng có thật nhất có thể luôn các bạn nha. Quá đỉnh luôn. Tầm phân khúc này các bạn chơi bi này thì quá ngon các bạn nha, dành cho xe Exciter 155 ha. Đó. Và anh trai trang bị thêm những cái phụ kiện đi kèm xứng đáng đồng tiền anh bỏ ra luôn các bạn. Và bộ tiền bộ vòng chỉnh hiện tại đang chỉnh áp i8 luôn các bạn nha, vòng mà mắc quỷ nha. Bạn đang thấy hiệu số 1, hiệu số 2 mà lôi mà quá đẳng cấp luôn nha các bạn. Đó, số 2 nè, màu xanh dương nè các bạn. Các bạn chọn màu khác được nè, chớp ha. Nhiều ứng lắm các bạn ơi. Rồi số 3. Và tí xíu nữa thì mình sẽ test ánh sáng luôn, và nó khủng, nó đẹp cỡ nào thì các bạn xem hết video luôn nha các bạn. Đó, anh trai nè ở bên Tân Bình qua luôn ha. Đó, hiệu số 3, đây số 4. Thì đối với dòng xe Exciter 155 năm thì mình đã làm rất là nhiều xe, nên anh em rất yên tâm về cái phần canh chỉnh đèn nha. Ok, số 4 này, số 5 em ơi. Số 5 chớp hay số 7 à, xin lỗi, số 5, số 6. Số 6 này, số 6 chạy nè các bạn. Chạy đuổi nè ha, nhanh chậm mình chỉnh ở trên nút nguồn trên màn hình luôn các bạn nha. Các bạn nhìn thao tác của anh đang chỉnh đèn luôn nha các bạn. Rồi ok, chỉnh hướng số 7 luôn. Số 7 nè các bạn ha. Đó, chớp 10 màu ha. Rồi ok, số 7, số 8 luôn. Rất là nhiều hiệu ứng các bạn ơi. Đó, số 9 luôn em ơi. Đó, ok ha. Và các bạn ơi, các bạn được ưu đãi nữa là hãng Titan sẽ, khi bạn lắp một quả bi từ Titan bi F150 này, các bạn sẽ được tặng một cái bình nhớt rất là chất lượng các bạn nha. Nó Shadow ha, bình nhớt chính hãng luôn các bạn. Nên các bạn ơi, bình nhớt này nói chung thị trường đang bán là tầm khoảng 400.000 nữa các bạn. Nói chung là khá là ngon ha. Rồi ok, hiệu ứng các bạn đã chán rồi đúng không? Các bạn có thấy quay về đề mi. Thì ngày hôm nay mình chọn màu xanh dương mắc quỷ, vòng thần màu đỏ. Thì ngày hôm sau mình không thích thì mình có chọn màu khác đó các bạn ha. Chọn được ha. Ví dụ như cái... mình chán màu này thì mình có thể chuyển màu khác được. Đó các bạn thấy không? Mắc quỷ nữa ha. Đó. Các bạn thoát cái điện thoại ra thì màu sắc này sẽ mặc định theo các bạn mãi mãi luôn ha. Rồi ok. Và bây giờ nữa đây thì mời các bạn xem video test sáng nha. Cảm ơn anh Tai ở Tân Bình đã ủng hộ shop em. Đã đang cầm cái hộp đèn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi ok. Mời các bạn video test sáng nha. Em làm em luôn anh ơi. Và phía trước của các bạn đang xem đây là ánh sáng code của billet Titan F150 cho chiếc xe. Đây là xe Exciter 155 các bạn nha. Chó siêu hẹp các bạn ơi. Và cho ánh sáng ra các bạn cũng đã thấy ha. Cái chân đã ra hoàn hảo các bạn ơi. Và code lẫn pha lẫn chân sáng đều cho ra ánh sáng rất là tốt luôn các bạn. Đường tiêu cự các bạn thấy không? Ok, mở pha mèo lên pha. Bây giờ mình đang mở pha. Đó các bạn, mở pha ha. Đó, ánh sáng ra quá hoàn hảo luôn các bạn. Hiện tại thì quả bi này vô cái chó này thì quá hợp, quá ngon luôn các bạn ơi. Mình hết phải chê luôn các bạn. Đó, ánh sáng thấy không? Cực kỳ ngon luôn ha. Rồi tắt pha mèo luôn, tắt pha. Đó, ok ha. Rồi anh bắt xin nha, anh bắt xin nè. Bắt xin auto các bạn nha, bắt xin. Rồi tắt đèn zin luôn, anh tắt đèn zin luôn. Đó. Đó các bạn, tắt đèn billet F150 nha. Rồi ok, bắt xin anh, bắt xin. Đây là bắt xin auto các bạn nha. Rất là khủng các bạn ơi, rất là khủng luôn. Bắt xin lần anh. Đó. Ok, mở code anh ơi, code. Quá khủng luôn, anh trai này, anh ở Tân Bình qua ủng hộ các bạn nha. Ánh sáng code rất là đẹp luôn các bạn. Anh quay vô tường mà em có anh. Quay vô tường, đó. Ánh sáng code hoàn toàn, hàng như là cho ra 99% luôn các bạn nha. Ánh sáng quá đẹp đi ha. Đó, pha coi. Pha nè các bạn. Tâm pha nó sẽ ra tâm trợ pha luôn các bạn. Tâm trợ pha nó cũng ra luôn, nhưng mà nó ra tâm khoảng độ, tầm khoảng 96-97% các bạn nha. Đó, ok, vậy là đã quá đạt các bạn ơi. Một quả bi mà cho ra ánh sáng code, cái code của xe Exciter 155 mà mức độ này thì quá đạt luôn các bạn ơi. Rồi ok, rồi anh để ngay giữa trung tâm giùm em luôn. Đó, các bạn thấy không, rất là sáng ngon luôn các bạn nha. Mình đang quay phim cùng anh khách hàng luôn các bạn.
Rồi ok, cảm ơn rất là nhiều các bạn đã xem hết video của mình. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha. Cảm ơn rất là nhiều các bạn ạ. À.